Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House và các đơn vị có liên quan với phần tranh luận. Luật sư bào chữa cho các bị cáo trình bày về các tình tiết giảm nhẹ mới để hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ của mình. Theo đó, luật sư bào chữa cho các bị cáo là cựu cán bộ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị hội đồng xét xử xem xét đánh giá về áp lực khi thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp. Luật sư vẫn quy định trong vòng một ngày thì phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ hoàn thuế, nên mỗi công chức thuế có chưa đầy một giờ để thẩm định hồ sơ, trong khi phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác. Trường hợp nếu chậm trễ thẩm định giải quyết hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp, thì các công chức thuế và Cục Thuế thành phố phải đối diện với việc trả lãi chậm trả của doanh nghiệp, đối diện với các đơn thư khiếu nại. Cạnh đó, Thủ Đức House là một doanh nghiệp lớn, có uy tín và dữ liệu về thuế đối với doanh nghiệp này là sạch sẽ, không có cảnh báo rủi ro. Cộng thêm thủ đoạn của các bị cáo cho vụ án rất tinh vi, nên các bị cáo vướng vào lao lý với ý thức chủ quan, không cố ý vi phạm quy định của pháp luật để gây thất thoát lãng phí. Trong số những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo có ông Lê Trọng Đại. Theo đó, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên giao Cục Thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi số tiền 116,6 tỷ đồng từ ông Lê Trọng Đại để chuyển về tài khoản của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục C03 để đảm bảo cho việc xử lý khi bắt được Trịnh Tiến Dũng, bị cáo chủ mưu hiện đang bị truy nã. Luật sư của ông Đại cho rằng bản án cấp sơ thẩm tuyên buộc phải nộp lại 116 tỷ đồng là không đúng, vì ông Đại được tòa án cấp sơ thẩm xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Do có công việc nên ông Đại đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Cạnh đó, đại diện viện kiểm sát cấp sơ thẩm cũng không đề nghị buộc ông Đại phải nộp lại 116 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, ông Đại cùng với vợ nhiều lần lên làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an để làm rõ các mối quan hệ giao dịch vay mượn tiền với Trịnh Tiến Dũng. Đồng thời, kết luận điều tra cũng nêu rõ không đủ căn cứ để xử lý đối với Lê Trọng Đại về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Tại tòa, người đại diện cho ông Đại trình bày số tiền 116 tỷ mà Trịnh Tiến Dũng trả ông Đại là khoản tiền mà ông Đại đã cho vay trước đó. Đây là giao dịch dân sự vay tiền, không liên quan đến đường dây tội phạm của Trịnh Tiến Dũng. Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm đối với phần nhận định và quyết định buộc ông Đại phải nộp lại 116 tỷ đồng. Hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House và các đơn vị có liên quan. Theo đó, phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 43 trên 67 bị cáo và kháng cáo của 4 cá nhân tổ chức, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đó có Thủ Đức House. Đại diện Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng được triệu tập với tư cách là bị hại trong vụ án. Trong số 43 bị cáo kháng cáo thì có Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và 9 bị cáo khác là cựu cán bộ công tác tại các phòng nghiệp vụ của Cục Thuế cũng kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh bị tòa án cấp sơ thẩm phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo hội đồng xét xử cấp sơ thẩm, bị cáo Hạnh với cương vị phó cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho Thủ Đức House đối với 15 kỳ từ tháng 4 năm 2018 tới tháng 6 năm 2019 trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế. Bị cáo có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thủ Đức House không áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho nhà nước 331 tỷ đồng. Các bị cáo khác là cựu cán bộ phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm tù. Đối với 3 bị cáo là cựu cán bộ chi cục thuế, bản án sơ thẩm cũng tuyên phạt Đào Thị Nga, cựu cán bộ chi cục thuế quận Nhất, 4 năm tù; Ngô Huỳnh Lũy, cựu cán bộ chi cục thuế quận 5, 4 năm tù; Nguyễn Phương Nam, cựu cán bộ chi cục thuế quận 3, 12 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. 3 bị cáo này đã nhận hối lộ của bị cáo Lưu Thị Ngát, đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng, từ đó tạo điều kiện cho 17 công ty ma của nhóm này bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng. Sau đó, các công ty này xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Thủ Đức House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh hợp thức đầu vào để khấu trừ thuế.
Ngoài ra, trong vụ án còn có 7 bị cáo là cựu công chức hải quan là Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Bùi Hữu bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Phạm Duy Bình 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo bản án sơ thẩm, Trịnh Tiến Dũng đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau, là người có vai trò chủ mưu trong vụ án. Từ năm 2016 đến năm 2020, Dũng chỉ đạo các bị cáo khác thành lập sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước, Mỹ, Hồng Kông, Malaysia để phục vụ cho hành vi phạm tội. Để có thể chuyển một lượng lớn tiền qua biên giới, Trịnh Tiến Dũng đã điều hành chỉ đạo các bị cáo khác tạo lập hồ sơ, tài liệu, sử dụng các pháp nhân công ty mua bán linh kiện điện tử là hàng giả, nâng khống giá trị của các hợp đồng mua bán. Đường dây phạm tội của Dũng còn thực hiện sử dụng các công ty trong nước mua bán lòng vòng linh kiện điện tử rồi xuất khẩu cho các công ty của mình ở nước ngoài. Mục đích nhằm thông qua Thủ Đức House, công ty Sài Gòn Tây Nam, công ty Hoàng Nam Anh chiếm đoạt 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu tổng giám đốc Thủ Đức House, đã có hành vi thống nhất chủ trương ký hồ sơ thủ tục đề nghị hoàn thuế VAT của Thủ Đức House trái pháp luật, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt 365 tỷ đồng. Bị cáo Bảo bị tuyên phạt 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt chung là 6 năm tù. Bị cáo Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã. Hôm nay ngày 22 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House và các đơn vị có liên quan. Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 43 trên 67 bị cáo và kháng cáo của 4 cá nhân, tổ chức, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đó có Thủ Đức House. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 5 ngày, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4, đại diện Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng được triệu tập với tư cách là bị hại trong vụ án. Xử sơ thẩm, cựu phó cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Hạnh bị tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, sau đó bị cáo này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo bản án sơ thẩm, Trịnh Tiến Dũng đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau, là người có vai trò chủ mưu trong vụ án lập nhiều công ty trong và ngoài nước, mua bán hàng hóa, xuất hóa đơn khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Để có thể chuyển một lượng lớn tiền qua biên giới, Trịnh Tiến Dũng đã điều hành, chỉ đạo các bị cáo khác tạo lập hồ sơ, sử dụng các pháp nhân công ty mua bán linh kiện điện tử là hàng giả, nâng khống giá trị của các hợp đồng mua bán. Đường dây phạm tội của Trịnh Tiến Dũng còn thực hiện sử dụng các công ty trong nước mua bán lòng vòng linh kiện điện tử rồi xuất khẩu cho các công ty của mình ở nước ngoài. Mục đích nhằm thông qua Thủ Đức House, công ty Sài Gòn Tây Nam, công ty Hoàng Nam Anh chiếm đoạt 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc Thủ Đức House phải trả cho Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh 365 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển từ số tiền mà Thủ Đức House đã nộp vào tài sản của cơ quan. Ngày 6 tháng 6, Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam và các đơn vị liên quan. Tổng cộng có 67 bị can bị truy tố về 10 tội danh khác nhau, bao gồm buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong ngày xét xử đầu tiên, rất nhiều người là người thân của các bị cáo theo dõi bên ngoài trụ sở Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong vụ này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn truy tố bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngoài cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế, Viện Kiểm sát còn truy tố 24 người là cựu cán bộ thuế, hải quan khi để xảy ra sai phạm, thất thoát hơn 331 tỷ tiền hoàn thuế giá trị gia tăng và buông lỏng quản lý để xảy ra hành vi buôn lậu. Hội đồng xét xử cũng triệu tập 248 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, hơn 55 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo việc thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, Mỹ, Hồng Kông, Malaysia để phạm tội. Theo chỉ đạo của Dũng, các công ty trong nước đã mua bán hàng hóa với nhau để tăng giá trị hàng hóa một cách trái phép,
Sau đó, các công ty trong nước đã làm giả hồ sơ bán hàng để tăng giá trị và chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc làm giả hồ sơ mua hàng của công ty nước ngoài để chuyển tiền trái phép từ Việt Nam sang nước ngoài. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài hơn một tháng, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7, do số lượng bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khá lớn. Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.